xoài gây biết tắc nhiều đường, ứ mật đầy trướng, bụng thường nhói đau. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang chứa 8 loại thảo dược hỗ trợ bài sỏi mật, làm mềm sạn sỏi, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi mật. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.